Alo mọi người. Alo mọi người. Alo. Trời ơi, duyên đẹp lắm đấy chứ ơi. Duyên đẹp lắm nha. Ngô kỳ thời con kiến liều dây Nam mô di bố phụ. Alo mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nha, chia sẻ like giùm em. Em mới đô thành ở đây tống công viên nên tổng nên tính tôi 95.000 nè chị. Cái này em mua trong chỗ áo áo Adidas đồ em hay bán á. Nó đang sale á, bình thường là 180, có khi sale 150, 160. Bữa nay sale còn cái 95.000 thấy rẻ chứ không. Nó có hai màu á. Nó có hai màu. Nó có màu Adidas, màu màu trắng với lại màu đen. Quá đẹp. Adidas trắng hoặc Adidas đen 95.000 nón rồi mọi người. Nè nón hai da nha mày chị nha. Đẹp lắm. 95.000 thôi. Tranh thủ nha mấy chị nha, rất là rẻ luôn mọi người. Cái nón này nếu mà em muốn bán có lời là em phải bán 120, chứ không phải gom 95.000 cho mấy chị đâu. Coi bên trong nè, đẹp lắm nha mấy chị nha. Nhưng mà giờ em gom được giá sale, cho nên là em gom mấy chị giá còn có 95.000. Nón thì gửi chị em là nón Adidas trắng hoặc nón Adidas đen nha mấy chị nha, 95.000 nón. Ơi đẹp quá à. 95.000 nha mấy chị nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm, bữa nay có lô quần jean, quần ngố nữa nha mấy chị, giá rất là rẻ ha. Giá rất là rẻ luôn mấy chị. Chia sẻ like giùm em nha mọi người. Rồi ha. À, chị cứ nhắn vào đó giùm em nha, cứ nhắn vào đó giùm em ha. À, mấy chị ơi giờ lên hàng giùm em nha mấy chị nha. Hồi ôi mới nhận mấy áo thái ưng hết sức nha. Không ai tin luôn, nói 125 không ai tin luôn hả? Bắn tim. Bữa nay em like nữa này, ủng hộ em đi. Hôm nay em like nữa đó, ủng hộ em nha. Ủng hộ nha, cái áo 125 á hỏi là em nói thiệt với chị luôn. Mấy bà em không phải nói gì hết đó, mà mấy cái bà mà coi như tiêu tiền mà không tiếc tiền ấy. Bà tới shop em. Xong mới hỏi bà sờ cái áo mà nói Thủy ơi Thủy à sao chốt nó đẹp quá trời luôn. Thiệt sự luôn 125.000. Bà nói trời ơi không nghĩ là bán 125.000 như chị á. Cái kiểu như là chất nó rất là đẹp luôn. Mà bao vĩnh viễn không xù lông và không dạng áo cho chị nha. Chất đẹp lắm. Thiệt luôn á. Rồi với chị nha. Áo trắng gấu là 149 ngàn. Gửi chị em là áo trắng, áo mã 20 gấu trắng. Nó có gấu trắng với gấu xanh nha mấy chị nha, hàng free size. À, 6 6 63 kg à, 65 kg cho tới 73 kg là 100 à, 63 65 cho tới 73 kg thì mặc vừa. Dưới 63 kg ưng mặc rộng như em thì hãy mua ha. Nó có hai màu. Nha mấy chị, nó có hai màu. Nó có gấu xanh và nó có gấu trắng luôn nha mấy chị nha. Rồi mọi người ơi, ai nhớ lấy nón lên giùm em nón nha mấy chị nha, nón đẹp lắm. Nón có 95.000 cái thôi nha mọi người. Ưng nón trắng thì lấy nón trắng, mà ưng nón đen lấy nón đen nha mấy chị nha. Gấu đen là ba lô gấu nào? Mini hả? Rồi mấy chị nha, từ từ bây giờ em mới vô này. Hôm nay chia sẻ like em có tặng quà. Thôi bữa nay tặng nón đi, cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất luôn nha. Ân tặng nón trắng thì lấy nón trắng, mà ân tặng nón đen lấy nón đen. Hay là nói một màu thôi cho nó dễ dễ lấy hàng ta. Mấy bà ân nón màu nào thôi, nói chung là mấy bà ân màu nào thì bà lấy màu đó nha. Cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất luôn nha mấy chị nha, năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất ha. Hôm nay tặng cho năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị một cái nón luôn. Cho những ai có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha. Hai cái đen và trắng ok chị. Rồi nha mọi người ơi. Rồi này mấy chị ơi, quần jean này. Quần jean này là jean ba cúc giùm em, đưa coi size. Ủa size đâu? Size, jean này size, size, size.
cái này đưa 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 lại đây, đưa lại con cục đây hả? Cục hả? Rồi nha mấy chị nha, cái này nó jean này nó còn mỗi cái này là hên xui nha mấy chị, còn được size nhiêu lấy bán nhiêu nha. Cái này còn size 31 nha mấy chị nha, size 31 có nghĩa là cỡ tầm là từ 50 nói chung là size 31 mấy chị, 58 cho tới 6 mấy ký đó mấy chị, nói chung là cỡ tầm đó nha mấy chị nha. Size 31 chị nào lấy lên giùm em. Nón đây là 280 quần này là 280.000 một cái. Bữa nay chị nào lấy em gom mấy chị giá sale luôn, nhanh gọn lẹ 149.000 nha mấy chị nha. Phá giá kỷ lục từ trước tới giờ luôn và nó mới có nha mấy chị nha. Hồi giờ không bao giờ có giá này luôn mấy chị, kể cả là gom hàng sale. Nhưng mấy chị, nhưng mà giờ nay người ta thanh lý để người ta đẩy hàng lẻ size ra mấy chị. Chỉ có mỗi một size là size 31 thôi. Nhưng mấy chị nha, em thì em mặc size 30. Nhưng mấy chị em mặc size 30 thì cỡ tầm này nha mấy chị nha, khi em mặc cái này cũng được. Nói chung á là cỡ tầm 57 58 cái trở lên là được à. Nhưng mấy chị ra cho tới 61 62 kg rồi đó mấy chị. Ok luôn. Em gom mấy chị luôn chỉ có giá 149.000, có được vài cái thôi nha mấy chị. Nè có được vài cái thôi, size 31 nha mấy chị nha. Hoặc là chị nào vừa size 31 thì mấy chị lấy ha. Rồi size 31 là Nguyễn Ngọc Như ấy. Trời ơi coi giãn hơi bị đỉnh đó chị. Mấy bà coi nè. Nè mấy bà coi nè. Cái đồ coi giãn không tốt thì cho trả hàng nha. Như ấy hai cái, ở đấy nó nhiều mẫu đó. Nhiều mẫu nha Như ấy Nguyễn Phước ơi. Lấy chút cái đi còn nữa đó. Còn muốn lấy thêm không? Còn nữa nha. Còn nhiều mã khác nữa đó, chứ không phải một mã đâu. Rồi cho mấy chị nha, nhưng mã họ nó cũng tựa tựa như vậy ha. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Gửi cho em là gen này là gen gen nha mấy chị nha. Ok chị, áo gấu trắng. Áo gấu trắng hả? Áo gấu trắng một màu nào nha chị ơi? Áo gấu trắng màu nào nha? Sáu bảy ký là bữa nay nó có 185.000 chị. Còn mấy cái này là cái size này là size nhỏ ha. Cái size này là size 30-31 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em đẹp lắm nha mấy chị nha. Không, cái này 65 ký không vừa đâu, 65 ký rồi size khác đi nha mọi người. Rồi nha mấy chị nào lấy giùm em ạ. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy giùm em, gửi giùm em là gen ha. Gen này mã size 31, chị nào lấy giùm em 149.000, rẻ ơi là rẻ luôn. Rồi mấy chị nha, hai nón Adidas ok em. Rồi mấy chị nha. Không nha, quần jean ngố hả? Hình như ngố có đó. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Ghi cho em là jean mã 31 nha mấy chị, jean mã 31 ha. Thanh Thảo Nguyễn là lấy cái gì 65 nè mấy chị ơi, áo gấu trắng hả? Áo gấu trắng 65 ký. Chồng coi thử có không? Có áo gấu trắng đây không? Không sửa đi ghi áo gấu trắng mã 20. À, áo gấu trắng mã 20. 65 ký ok Thanh Thảo nè. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị ơi. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Size 65 ký thì còn mỗi cái size, đưa cái size kìa. Mẫu này chỉ còn mỗi size 31 thôi. Chị nào lấy size 31 lên giùm em size 31 nha. Rồi nha mấy chị nha, còn 65 ký là cái size này là 185.000. Cái mã này thì 185.000, gửi cho em là size đại cô là từ 60 từ size 30 cho tới size 36 lận. Nha mấy chị, từ size 30 tới size 36 lận. Chị nào lấy gen đại cổ ghi cho em chữ là gen đại cổ. Nha mấy chị nha, gen đại cổ. Đâu có nhỏ nhỏ không, đưa cái nhỏ nhỏ cái kìa. Gen đại cổ nha mấy chị nha, gen đại cổ là từ size 30 cho tới size 36 lận. Nha mấy chị, gen đại cổ là size 30 tới size 36, siêu phẩm luôn. Nha mấy chị là 185.000. Chị nào ơn gen đại cổ thì ghi cho em chữ gen đại cổ. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Trời ơi chị ơi, em nói chứ em về nhà mới được có 2 ngày em bay Thái nữa liền rồi, chứ đâu có phải ở lâu đâu chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em gen đại cổ, em có size từ 30 cho tới 36. Ai ơn gen đại cổ lên cho em gen đại cổ. Gen đại cổ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ, gen đại cổ. Chị Thuận Lê ơi, thật sự luôn, nếu mà chị mua 10 bịch thì em chỉ giảm thêm được vài đồng nữa thôi nha chị nha. 67 ký ok Linh Nguyễn nè, gen đại cổ, chị nào lấy gen đại cổ lên cho em gen đại cổ. Rồi nha mấy chị nha, còn cái này là gen 31, cái mấy mã này là sale đột xuất cho nên là nó có một size à. Chị nào ơn thì mấy chị lấy ha, gửi cho em là gen size 31 là 149.000, còn gen đại cổ là 185.000.
nha mấy chị nha, chị nào lấy gen đại cồ lên cho em chữ gen đại cồ ha, gen đại cồ nha mấy chị nha, chỉ có gen đại cồ thôi. Rồi còn cái mã này nha mấy chị nha là size 31 rồi, chị nào lấy lên giùm cho em qua mẫu ấy. Qua mẫu gen đại cồ nha mấy chị nha, gen đại cồ ha, nói chung là ở lòng size 31 nha mấy chị nha, gen này chỉ có mỗi size 31, chị nào lấy thì lên giùm cho em. Có 149 nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy gen đại cồ lên giùm cho em, gen đại quên gen gen này nha mấy chị nha. Rồi ạ, chị nào lấy lên giùm cho em. Cái này mấy chị gửi cho em là gen mã A đi ha. A1 đi, gen A1 nha mấy chị nha, gen A1 chỉ còn mỗi size 31. Đây nha mấy chị nha, gen A1 chỉ còn mỗi size 31 ha. Đây nha mấy chị nha. Gen A1 chỉ còn mỗi size 31 thôi. Gen A1 nha mấy chị nha. Gen A1 nha mấy chị nha. Còn mỗi size 31. Rồi mọi người ơi nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha, nhớ chia sẻ like giùm em. Rồi mã này, mã này nha mấy chị nha, còn được size 29. Mã gen này nè mấy chị, gen này là mã A2, size 29 nha. Size 29 nè, size 32. Trời ơi, size 29 và size 32 đã quá. Size mã A2 có size 29 và size 32. Đẹp cực kỳ luôn các bà coi nè. Cái gen của nó này, coi dáng nè, đã chưa? Gen mã này là gen mã size 3 A2, có size 29 và size 32. Em gom mấy chị chỉ có 100. Em gom mấy chị chỉ có 100 nha mấy chị nha. Cái này ổ size 30 với lại 30 với 32 nha mấy chị nha. 30 với 32. Mọi người ơi 30 với 32. Nha mấy chị nào lấy lên giùm em mã A2. Nha mấy chị nha, mã A2 có size 30 và size 32. Nha mấy chị. Nhung Nguyễn quần A mã A1. Lên số size nha Nhung Nguyễn, à size 31 á, nhưng mà lên số size đi chị. Rồi nha mấy chị nha, gen này em có size là mã A2. A2 này em có size là 30 và 32, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Mã này đẹp lắm. Mấy chị coi này, mã A2 rất là đẹp luôn. Em có size 30 và size 32. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ, size 30 và size 32. Rồi Nhung Nguyễn là size 31 nè. Ủa, tôi còn cái 32 đây. Cho Nhung Nguyễn này size 31 nè. A2 em có size 30 và size 32 nha mấy chị, size 30 và size 32 nha mấy chị nha. Size 30 và size 32, chị nào lấy giùm em ạ. A2 size 32 100k. Trời ơi nghe 100k 32. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Nhung Nguyễn lên số điện thoại nha chồng ơi. Rồi chị nào lấy lên giùm em 32. Cái mã này là cỡ tầm 64, 63 cho tới 65. Mã 32 viên mã này nha. Mã A2 này mấy chị. Gen đại hộ cụ 65 ký ok Ngọc Thúy. A2 size 32 cho chị Hồ. Chị Hà Hồ là từ 63 ký cho tới 63 ký cho tới 65 ký nha. Mã gen mã A2 nè, riêng mã A2 nha. A2 cho chị Hà Đỗ nè. Gen đại cồ cho Ngọc Thúy nè. Rồi nha mấy chị nha, gen đại cồ cho Ngọc Thúy nè. Ủa hay là in cái bill gen để Ngọc đại cồ luôn. Hả? Coi cho nữa lộn á. A2 số 32. 32 cho Ngọc Dầu nè. 32 cho Ngọc Dầu nè. 32 cho Ngọc Dầu nè. Yên đổ size 30 nè. Yên đổ size 30 nè. Cái này trong ghi cái này lên chữ 30 cái này. Không ghi cái này 30 nè. Này 30 nè. Size 30 nè. Cho Yên đổ size 30 cho Yên đổ nè. Rồi cái này 30 cho Yên đổ nè. Rồi 55kg là size nhiêu thì chị lấy 30 nha. Đinh Hằng 55kg cũng lấy size 30 luôn. 55kg cũng size 30 luôn. Nè 55kg này. Hai cái này size 30 nè. Nè Uyên Đỗ, Uyên Đỗ size 30, Đinh Hằng size 30 luôn. Ba mươi sáu cho Nguyễn Uyên là gen đại cồ size 36.
A2 size 32. Hai cái đó ghi chữ nè, tôi bị bọc đó là chữ 30 nha, size 30. A2 là 149 nha. Chị Hằng Mai. Ủa sao 32 chị Hằng Mai. Người 30. 32. 32 cái này cho chị Hằng Mai này. Này cái này chữ Hằng Mai này. 32 nha. Cho Hằng Mai. Gen đại cô 31 cho Nhung Nguyễn. Hằng Lê 59kg. Size 30 cho Hằng Lê luôn. Hằng Lê 30, 59kg. 149.000 à, Trang Quỳnh hết. Bình thường em mặc size bao nhiêu em lấy đúng size mọi người. Bình thường quần jean mấy chị mặc bao nhiêu mấy chị lấy giùm em nha. Size 32 hết nha Trang Quỳnh ơi. Size 31 cho Kim Phượng. À 32 còn cái này. 32 còn cái cho Trang Quỳnh này. 32 còn cái cho Trang Quỳnh này. Kim Phượng 31 này. Ồ hết 31 rồi. Hết 31 rồi chị. Em còn 30 à. Hết 31 rồi. Còn 30 thôi. Hả? À E1 31. À E1 31. Lấy cái E1 31 đi. Quần không có size 27 chị. Rồi quần nha mấy chị nha. Quần bây giờ em còn size size A2 giờ em còn size 30 à. A2 em còn size 30 thôi. 30 nha mấy chị nha, 30. A2 em còn mỗi size 30 thôi. A2 em còn size 30. A2 em còn mỗi size 30 thôi nha mọi người. Chị nào lấy size 30 lên giùm em chữ size 30 nha mấy chị nha. Size 30, size 30 nha mấy chị nha. Gen này còn mỗi size 30 thôi nha mấy chị nha. Đây chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ồ 60kg hả? Bụng to. Mấy bà ơi không có liên quan tới số ký mà mới liên quan tới số size. Em nói ví dụ có nhiều chị á 60kg nhưng mà cái bụng rất là to. Có nhiều chị 60kg nhưng mà cái chị ốm mấy chị cao. Cho nên là liên quan tới số size, chị nào mà có số size thì mấy chị gom nha. Chứ bây giờ họ có nhiều chị là giờ ốm, có nhiều chị là giờ 60kg mà bụng rất là bự. Còn có nhiều chị 60kg nhưng mà chị nặng xương. Có nghĩa là bụng không có bự, đùi bự hoặc là ngực bự hoặc là tay bự thôi, mà còn cái eo không có bự. Cho nên không liên quan nha mọi người. À lên size giùm em nha mấy chị nha. À ok được nha chị Trang Phạm ơi. Chị nhắn qua tin nhắn giùm em nha chị. Tra địa chỉ đi, à qua bên em tra địa chỉ. Chị gửi lại đây em đổi size cho nha. Hồi em có nói với mấy chị mà 60-70kg thích mặt rộng, mấy chị nên lấy size to đi, mấy chị lấy size 75kg là nó sẽ thoải mái hơn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Mã A2 em chỉ còn mỗi size 30 thôi nha mọi người. Mã A2 chỉ còn mỗi size 30 thôi. Mã A2 chỉ còn mỗi size 30, chị nào lấy lên giùm cho em. Rồi nha mấy chị nha, qua mẫu nữa. Có 149.000 à, mấy bữa họ cái này bán rẻ nhất là 195.000 nha mấy chị nha. Không bao giờ rẻ hơn dưới 195.000 mà bữa nay gom được có 149.000 à, rất là rẻ luôn. Rất là rẻ luôn nha mọi người, cực kỳ rẻ luôn á. Bình thường là tới 100, bình thường là tới 195.000. Rồi nha mấy chị. Rồi gen gen này ha. Chia sẻ like giùm em với nha mọi người ơi.
Rồi em lo mấy chị mã A3. Dạ ok chị. Mã A3. A3 đẹp quá. Mã A3 này mọi người ơi, xuất sắc bà bảy luôn á trời. Mã A3 em còn size mã A3 em còn size 30 và 31. À quên, mã A3 em còn size 31 và 32. Nhưng mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Mã A3 em còn 31 và 32. Ô 30 luôn mọi người ơi. 30, 30, 31, 32 luôn. Ô đẹp quá. Mã A3, 30, 31, 32. Mã A3, 30, 31, 32. Chị nào ân lên giùm cho em mã A3. Size A3, 30, 31, 32. Có mấy cái hả mấy chị? Đẹp quá. Mấy cái thôi nha mọi người ơi. Mã, trời ơi có 149.000 một cái à. Mã A3 size 31 cho Như Ý Nguyễn nè. 31 cho Như Ý Nguyễn nè. 30 cho Kim Phụng nè. 31 cho Thanh Trang nè. 32 cho Mai Mai nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi mã A3 em có size 30, 31, 32 giùm chị em. Có 149.000 à. Đẹp quá, chị nào lấy giùm em ạ. Nha mấy chị nha, đặt hàng lên số size giùm em nha mọi người ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. 30, 31, 32 giùm chị em nha mấy chị nha. Cái gen này là gen co giãn nha mấy chị nha. Độ co giãn rất là cao luôn nha mấy chị nha. Coi cái co giãn của nó nè. Mấy chị coi cái độ co giãn này. Co giãn cực kỳ mạnh luôn nha mấy chị nha. Em hay mặc, em live stream á. Mấy chị có hỏi quần hoài luôn á. Là cái dòng này em bán mấy chị nè. Rồi mấy chị nếu mà 55kg như em là mặc size 30 á. Em là em biết nè, em mặc size 30 nè. Chị Trang Huỳnh Thủy Đơn. Trang Huỳnh Thủy Đơn. Đổi mẫu hủy đơn đi chồng, hủy mẫu, đổi mẫu hủy đơn. Trang hình đổi qua A2 lấy A3, đổi mẫu hủy đơn. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. A3 lấy cho chị một cái 53kg. 53kg chị lấy size 30 đi. 53kg chị lấy size 30 nè. Size 30 nè. Cho chị Lý Kim Trần. Size 30 Thúy Trinh hết, em còn 31 thôi. Em còn 31 à. Em còn 31 với 31 với 32 thôi nha. Kim Thi Trinh hết có 149.000. A3 31 một cái cho độ nha. Một cái cho độ nha. Trời ơi rẻ sao mà rẻ luôn á. Rồi mấy chị nha. 30 hết nha mấy chị. Nhận đồ rồi ưng lắm em. Cảm ơn chị Hiền Ngô nha. Cảm ơn chị nhiều nè. Em còn size 31 với lại 32 thôi nha mấy chị nha. Em còn size 31 với 32 thôi nha mấy chị nha. Nha mấy chị, cái quần này nó dựa theo số size nha mọi người. Gen của nó là gen co giãn nha mấy chị nha. Gen co giãn giùm cho em ạ. Gen co giãn nha mấy chị nha. Mọi người ơi, cái lúc á thì người ta cần á thì mấy chị mua rồi. Bắt đầu á mấy chị, mấy chị giờ mấy chị đổi, mấy chị xả tạo nghiệp em cho. Cái này em bán em có lời gì nữa đâu mấy chị. Cái này em mà không gom á là cho mấy chị là em làm gì em có lời nữa vậy trời. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. 65kg mà bụng bự thì nên lấy size 33 hoặc 34 gì đó tùy mấy chị à. À tại vì nó còn dựa vô số size nữa. Hết 30 chứ còn size 31. Mặc size 31 53kg là hơi rộng đó em, hơi rộng nha. Ví dụ như 55kg mà em mặc size 31 thì có thể ok. Nhưng mà họ 53kg mà em mặc size 31 là chị nghĩ là nó hơi rộng rãi đó em. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. Có ai chốt đơn chưa chị Huyền Huỳnh? Chốt rồi là đi rồi ấy chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. 65kg với chị ưng á thì ôi 65kg thì có thể là size 32. 33 tuy do bụng to hay bụng nhỏ nữa, em đâu có biết bụng mấy chị đâu. Em không có lấy theo cái số đo đâu nha mấy chị nha. Hồi giờ mình mặc size bao nhiêu? Như em nè mấy chị, em mặc size 39. Em đi đâu em cũng vậy, em cũng mặc size 30 thôi. Chứ em cũng đâu có hơn mà em cũng đâu có thua mấy chị. Đôi khi size 31 em cũng có mặc được, nhưng mà cái kiểu như là đó là do bản thân em thích mặc rộng. Vậy đó mấy chị, như có bữa đỉnh điểm em nặng nhất là em 57kg em mặc luôn size 31. Là do em thích mặc thoải mái chứ em thích nó gò mấy chị. Cái kiểu như bản thân của em mặc quần jean nó ngộ lắm. Không có kiểu như là, không có kiểu mặc vừa vừa được hay là nó ôm nó siết cái bụng em chịu không được. Cho nên nó là em toàn là em mặc cho thoải mái không à. Rồi cho mấy chị nha, gen mã A mấy quên mất rồi. A mấy thế vậy? A3 nha mấy chị nha, A3 em còn size 31 và 32, chị nào lấy lên em ạ. Nón Adidas em có hai màu ha, em có nón trắng và nón đen.
Nhưng mấy chị nha, ưng nón nào lên cho em nón đó. Em gom mấy chị 95 ngàn nón. Nón Adidas trắng hoặc nón Adidas đen nha mấy chị nha, 95 ngàn một nón nha mấy chị nha. A2 à, ở đâu? Hết rồi. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Có 95 ngàn thôi nha mấy chị nha. Nón đang sale rất là rẻ luôn á, 95 ngàn nha mấy chị nào ưng nón lên nón giùm em. Nón này thì em chỉ còn có em gom mấy chị giá sale được có 95 ngàn à. Rồi, ưng nón đen lấy nón đen mà ưng nón trắng lấy nón trắng, có 95 ngàn một nón thôi nha mọi người. 95 ngàn một nón thôi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha, nói chung là em không biết eo đâu mọi người ơi, eo phọt chị em không biết. A3 không có size 33 đâu, nó chỉ còn 31 với lại 32 thôi. Rồi mà A3 em còn size 31 và 32. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm chị em qua mẫu. Rồi nha mấy chị nha, qua mẫu cái này có rất là ít luôn nha mọi người, rất là ít luôn, cho nên mấy chị tranh thủ đi. Mã A3 em còn 31 và 32, đâu cái viết đâu đưa ghi chứ, trời ơi sao mà nhớ được. Mà A1 à, em còn 31 và 32 thôi nha mấy chị nha. A3. Rồi qua mẫu nữa. Sao 28 như không có hàng rồi chị à. Em gom mấy chị toàn là size đại không à, mà size đại nó hơi hiếm hàng á. Đây trời ơi cái gen xúc nè, gen ngố xúc nè. Má ơi mua họ 350 ngàn một cái, 350 ngàn một cái lần chứ không ít đâu mọi người. Nha mấy chị nha, 350 ngàn một cái chứ không phải ít đâu. Trời đất ơi nó đẹp. Cái này nó còn thuộc vô vòng eo, vòng bụng của mấy chị nữa. Ví dụ như cái bình thường mặc bao nhiêu, ví dụ như Thủy ơi bình thường chị mặc tới size 33, 34 lần thì mấy chị ép tới số 31, 32 sao nó mặc vừa được. Cho nên nó là mấy chị phải lên cái size nha mấy chị nha. Rồi, cái mã này còn size như vậy? Mã này trước. Cái này nè, coi nè. Rồi em lên cho mấy chị là ngố A4. Mấy chị ghi cho em là ngố A4. Không phải. Đây hết rồi. Ngố A4. Ngố A4 em có size này mấy chị. Ngố A4 chết đi cái gen. Trời ơi đỉnh cái chớp luôn. Ngố A4 em có size nhiêu? 32 31 không có phân sai hiền gì, nó cứ tắt qua hết vậy hả? À ơi giờ phải ngầu đi bươi ra từng cái đi coi gì mấy ông. Ngố cho mấy chị nha, ngố nó cùng một màu à. Ngố nó cùng một màu thôi nha mấy chị nha. Ngố em bán chung đi. Ngố cho mấy chị nha. Có khi logo nó như thế này, có khi nó logo như thế này ha. Nói chung là giờ rẻ lắm rồi mấy chị, 380 ngàn một cái. Bây giờ gom mấy chị còn 175 ngàn. Chị nào ưng ngố lên ngố giùm em, ngố siêu phẩm luôn nha mấy chị nha. Ngố này từ từ ạ. Ngố chị nào lấy ngố nha. Ngố này bắt đầu chị Hà đổ hả? Ngố Hà đổ size 31 này. Ngố 31 cho chị Hà đổ. Hà đổ này. Ngố lên số size nha thiếp Phạm ơi. Size có từ 29, 30, 31 đi, 32 luôn. Ngố 31 cho Giang Cẩm. Cái ngố 31 nữa cho Giang Cẩm này. Ngố này em không có cho chọn mẫu nha mấy chị nha, tại vì có 175 ngàn à, rẻ lắm rồi mấy chị. Nè như cái này em mấy hôm em mua giá sỉ còn chưa được giá này nữa. Ngố 31 cho Giang Cẩm này. Rồi nha mấy chị nha. Ngố 31 cho Giang Cẩm chốt rồi nè. Ngố 31 cho Nguyễn Nguyệt có 32 luôn nha mấy chị. Ngố 31 cho Nguyễn Nguyệt luôn. Rồi ngố 33 không có đâu chị. Ngố 31 cho Thanh Trang luôn. Rồi không có đo size nha mấy chị nha, em lấy số size thôi. Hàng ẹo size 29. Ngố size 29 cho hàng ẹo. Ngố size 29 cho hàng ẹo. Ngố size 32 cho Hồng Ngọc. Ngố size 32 cho Hồng Ngọc.
Trời đất ơi, bị quá. Cho 32 cho Hằng Ngọc. Hồng Ngọc chứ. Ngố 30 cho Sushi. Như em nè, em đây là em mặc size 30 nè. Cho Sushi. Mấy chị muốn thoải mái thì cứ tăng size lên mấy chị ạ. À, Ngọc Thảo ngố size 29. Ngọc Thảo ngố size 29. Nha mấy chị ơi, muốn thoải mái cứ tăng size lên, tại gen nó rất là dễ mang nha mấy chị nha. Cái này mấy chị, ngố em có size từ 29 cho tới 32, chị nào ngố lên ngố, mà ngố nó co giãn nha mấy chị nha. Tất cả gen em bán ra cho mấy chị đều là gen co giãn mà gen tốt hết nha mọi người. Này mấy chị coi nè, đẹp lắm. Hai ngố size 30 cho Mỹ Lệ. Size 30 cho Mỹ Lệ. Rồi. 30 nó còn ngố khác không? Rồi, 21, 30 cho Mỹ Lệ. 29 cho Khánh Minh thôi. Chưa cả không? Khánh Minh size 29 nữa. Đây. Đây nha mấy chị, ngố size 29 cho chị Hương Ngô. Có 175 ngàn à. 29 cho Hương Ngô. Đây nha mấy chị nha. Ngố không có size 36 đâu chị. Ngố 29, 30, 31, 32. Mà có 175 ngàn à. Nha mấy chị, nón em đội á, chị có 95 ngàn à. Chị ơi, mua đi, tranh thủ mua. Em cũng tranh thủ em mua nè. Cái nón này á, là bình thường của nó tới 180 nữa. Mà bữa nay nó sale còn có 95 ngàn à. Em thấy rẻ quá em gom. Ngố 32 hai cái cho Phương Hồng. Hai cái ráng lấy hai mẫu cho chị được. Hai kiểu con. Thôi kệ đi, thấy ngồi kệ. Giờ họ có nhiều bao nhiêu với chị nha. Rồi con cút. Kệ đi, giờ không biết rồi giờ hết rồi. Rồi ok luôn. Rồi ok luôn nè. Hai cái cho chị Phương Hồng. Thêm hai cái ngố size 32 nữa, nếu đáng lấy được hai cái không? Rồi hai cái cho chị luôn, size 32 này. Cho chị Lê Mỹ Linh. Rồi. Ngố size 29 cho Hương Lê chốt rồi chị ơi. Rồi nhớ chị nha. Rồi chị nào lấy ngố lên ngố giùm em ạ. Ngố nha. Trời ơi cái gen đẹp lắm nha mấy chị. Hồi em mua lẻ nó tới 380 ngàn một cái mà nó không có được co giãn như vậy nữa. Em mua lẻ 380 ngàn. Rồi xong rồi họ nó có ít trên suất này nè mấy chị. Đáng lý phải bán 250. Đó, mã họ gom giờ còn có 175 ngàn à. Nha mấy chị nha, chị nào lấy gen ngố lên chị em gen ngố ha. Size từ 29, 30, 31, 32. Chị nào lấy lên giùm em gen ngố. Chị nào lấy gen ngố lên giùm chị em gen ngố nha. 29, 30, 31, 32. 29, 30, 31, 32 nha mấy chị nha. Gen ngố 29, 30, 31, 32. Ngố không có 28 đâu nha mấy chị. Nón thì em có hai màu, nón Adidas trắng và nón Adidas đen nha mấy chị nha. Nón Adidas trắng và nón Adidas đen. Em gom mấy chị có giá là 95 ngàn một cái nha mấy chị nha, 95 ngàn. Chị nào ưng nón lên nón giùm em nha mấy chị. Ưng nón lên nón giùm em. Rồi còn chị nào mà ưng gen đùi á. Gen đùi là chị có mã này, gen đại cù có 185 ngàn à. Size từ 30 cho tới 36 luôn. Gần tới 75kg luôn á mấy chị. À chị nào lấy lên giùm em ha. Ngố size 29 cho Vĩnh Nguyễn. Rồi ngố size 29 cho Vĩnh Nguyễn. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Ngố size 31 cho Kiều Ngân. Mấy chị muốn thoải mái mấy chị cứ tăng size nha mấy chị. Em trao đổi size chứ không trao đổi mẫu nha mọi người ơi. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy ngố này thì gửi chị em là ngố gen đại cồ. Nó có size là từ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Size 36 là gần như là 75kg luôn á mọi người. À, mà cái này là 185 ngàn. Chị nó ăn gen đại cồ. Gửi chị em gen đại cồ size từ 30 cho tới 36. 180. 180. 180. 185 ngàn một cái ha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Gen đại cồ là từ 30 cho tới 33 nha mấy chị nha. Rồi nón Adidas em có nón trắng và nón đen. Nón Adidas em có nón trắng và nón đen ha. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi coi thử cái mã quần jean kia nữa. Rồi nha mấy chị nha. Không không. Cái kia này đó. Đúng rồi. Ủa sao thấy tùm lum tùm la vậy. Rồi mấy chị nha. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy giùm em ạ. Ở shop hình như còn được vài cái sao chị à.
À, chị ghi chị nói là lấy cho chị cái mã áo gấu mã 20 màu trắng với màu xanh đậm á, nó có hai màu này chị, nhưng mà cái size của nó là 63 kg, à lộn 65 kg tới 73 kg nha chị nha. Dưới 63 kg là ưng mặc rộng như em, dưới 63 kg này mấy cái quần em bán với chị bữa nay gom còn có 149 ngàn, mấy bà không mua phí theo mấy cái quần em mặc nè, em gom với chị có 149 ngàn cho mấy cái quần này họ nó chỉ còn. Nè cái quần em mặc này mọi người, cái quần đang mặc đẹp muốn chết luôn nè, cái quần em đang mặc này bữa nay có 149 ngàn mà dạy gì không mua size 31, 32 này. Trời ơi em đang mặc nè, thấy không, cái quần em mặc em like cho mấy chị toàn là mấy cái quần này không, với lại mặc áo thun đó, nó thoải mái lắm mấy chị, do nó có co giãn nè, thoải mái lắm nha. Đấy áo em mặc đó là mấy chị đưa cho em áo gấu trắng mã 20, em có size là size 2, à lộn nó không có size, 65 kg cho tới 73 kg là mặc vừa. Dưới 63 kg, ấu lộn dưới 65 kg mặc rộng như em thì mấy chị hãy mua nha. Em này mặc dưới 65 kg nó có hai màu, gấu trắng với gấu xanh. Thế mà bà chế nào ưng gấu nè lên. Nó thật ra mấy chị áo thì áo thun nó rất là dễ mặc. À, chị nào lấy thì lên giùm cho em nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. À. Nha mấy chị nha. À, chị lấy là nào. À, cái này cái quần em đang mặc đó là gửi chị em là gen mã A3. Gen mã A3 em có size 30 và 30, 32, 31 và 32 nha. Con 149 ngàn à. Nó còn cả mấy cái á, chị nào ưng thì lấy ha. Đây là gen mã 30, 33 nha mấy chị nha. Gen mã 30, A3 chứ gen mã A3. Nó có size là 31 và 32. Này em đang mặc này mấy chị, đẹp lắm. Thoải mái, mà dễ chịu mà phía dễ chịu lắm. Còn còn mà gen ngố này nó có size từ 2, đủ lộn gen ngố này. Gen ngố nó có hai mã này. Mã A3 không có size 30, em nói nãy giờ rồi mà. Em đang mặc là quần size 30 á. Nè em đang mặc là size 30. Em đang mặc là size 30. Em á là em 57 kg, nhưng mà cũng có thể là do em cao nha mấy chị. Nhưng mà bữa nay nó xuất còn 55 kg rồi. Bữa nay nó xuất còn 55 kg à. Là em mặc size 30 á. Rồi em đang mặc em 55 kg nha mấy chị nha. Nhưng mà do em cao, em cao 1m6, 1m61. Em 55 kg nha mấy chị nha. Hiện tại bây giờ là em 1m61, nặng 55 kg là size chuẩn của em. Không biết đâu eo, hồi giờ tôi chưa bao giờ tôi đo eo của tôi hết trơn á. Hỏi hỏi tôi bụng bự lắm. Nói chung là vậy đó. Eo tôi là, nè, không biết đâu mọi người ơi. Đừng hỏi eo tôi, không biết eo tôi nhiêu hết trơn á. Tôi biết ký của tôi không à. Thiệt luôn á, làm sắc mặt chứ đừng nói chuyện mà đo eo đo phọt như mọi người. Rồi nha mấy chị nha, còn cái gen này là gen gen ngố này. Gen ngố nha mấy chị nha, gen ngố ha. Gen ngố là cái size 29, 30, 31, 32. Nha mấy chị nha, em không có cho chọn màu tại cái màu nó giống nhau, chỉ có logo này là khác chút xíu, cái này khác chút xíu thôi. Nhưng mà cái logo nào nó cũng đẹp hết á. Bữa nay họ từ 380 mà giảm nó còn có 175 ngàn. Ai ưng thì ghi cho em là gen ngố kèm size. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Cái này nha mấy chị nha. À, size gen ngố là nó có size có 175 ngàn à. Size 29, 30, 31, 32 nha mấy chị. 29, 30, 31, 32 nha mấy chị nha. 29, 30, 31, 32. 100. 29, 30, 31, 32. 100. 175 ngàn. Rồi chị nào ưng lên giùm chị em ha. Rồi. Cái này là A2 rồi đúng không? A3 phải không? A4 rồi đúng không? Giờ tới A5. A5. A5 nha mấy chị nha. A5. Chùa. A5 em có size là... A5 em có size 32. 31, 32. Cái loại này em nói trước là nó rất là dễ mang. Rất là dễ mang. Nhưng mấy chị dễ mang là bởi vì mấy chị biết sao, do cái eo nó cao cho nên là mấy chị rộng rãi chút xíu cũng được, mà vừa vừa ôm ôm cũng được, nó cũng rất là dễ chịu nha mấy chị nha. Nói chung theo quan điểm của em thà rộng chút xíu còn hơn là bị chật. Nói chung là vậy đó. Cái quan điểm em vậy. Nhiều khi em mặc 30, nhiều khi em mặc 31 cũng được, nhiều khi em mặc 29 cũng được. Nói chung mới là tại vì nó có chất gen, nó có co giãn cho nên là cũng dễ, cho nên là nó không phải là nó quá coi như là nó quá khó khăn trong cái việc đó. Bởi vậy cho nên nó là nhiều đôi khi em còn mặc 31, đôi khi em mặc 30, nhưng mà em thường hay mặc nhất là size 30. Này nói chung là vậy đó. Rồi, cái mã này là mấy chị ghi cho em là mã A5. A5 nha mấy chị nha, cái size là 31, 32. 31, 32, 149 ngàn. Chị nào lấy A5 lên giùm cho em A5, 31, 32. Size 31, 32 nha mấy chị nha. Mà hai gói là 15 ngàn gói với chị, hai gói là 30 ngàn nha chị Nguyễn Nguyễn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Mã A5 em còn size 31 và size 32 thôi. Nha mấy chị nha. 31 này.
A5 size 31 cho hàng Ebo này. Rồi 149.000 à. Trời ơi rẻ quá trời luôn á. Đây mấy chị nha, gen ngố 29 cho chị Huệ Võ cho. Gen ngố size 29 cho chị Huệ Võ. Rồi mấy chị nha, A5 size 32 cho Thiên An. Cá cảnh này 32. Ủa cá 30 luôn nha mấy chị nha, còn cá 30 nữa này. 32 cho Thiên An này. Cá cảnh này. Đây nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị mà gen ngố này. Rồi cho chị ấy luôn. Rồi 31 cho chị Trúc Thanh Lê. 31 cho chị Trúc Thanh Lê. Em có còn 30 nữa nha mấy chị. 30, 31, 32 luôn. Có được cái 30 nữa nè. Rồi nha mấy chị nha. 30, 31, 32 luôn. Rồi nha mấy chị nha. A5 31, 2 quần hả? 31, 2 quần. Có 29 luôn mấy chị. Cái này còn cái được 29 luôn. 31, 2 quần nè. 31, 2 quần. Cho Nguyễn Thị Thanh Lê. 30 đổi giúp em 31 sang 30 nè. Lấy cho hàng eo, hàng eo gì nè. Cái size 30, bỏ cái 31 ra lại cho hàng eo. Rồi, bỏ cái 31 cho hàng eo, lấy cái 30. Đấy, giờ dục xuống á. Không có 33 nha chị. 32 cho Sinh Nguyễn. Còn cái 29 nha mấy chị. 32 cho Sinh Nguyễn. 32 cho Sinh Nguyễn nè. Nguyễn Thị Lệ Thanh chưa có số điện thoại. Nguyễn Thị Lệ Thanh lên số điện thoại nha. Rồi, 32 cho Sinh Nguyễn nè. Thay bọc khác luôn đi chồng. Không có nha chị Đồi Hoa ơi. 30 hết nha Trần Thanh Thanh. Nhung Nguyễn hết luôn. Hết rồi mấy chị, đặt hàng lên số size đi em lấy cho mấy chị nha. Ngọc Quyên hết luôn. 30 đổ nha hết luôn. Em không biết đâu chị ơi. Đổ nha 29 nè. Đổ nha 29 có 30 hết. Đổ nha 29 nè. 31 cho Giang Cẩm. Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh có số điện thoại chưa chị? Chưa có số là chưa chốt đâu nha chị ơi. Nguyễn Lý hết luôn rồi. Hết rồi mấy chị, cái mã này hết rồi. Mấy bà lấy cái mã này nè. 60kg, 61kg rồi mấy bà lấy cái mã này nè. Trời ơi, cái mã này là em đang mặc nè. Cái mã A3 đẹp muốn chết luôn, mấy bà không lấy trời. Mã A3 là cái mã em đang mặc đây. Cái mã A3 này trời. Cái quần đẹp muốn chết luôn mà không lấy. Size 31, 32 có vậy mấy cái thôi đó. Nè, mã A3 này đẹp ơi là đẹp gì mà mấy bà không lụm kèo trời. Nó cũng bằng giá có 149 cho mấy. Những chị nào mà hết đó, mấy chị hết cái mã A5 mấy chị lấy A3 đi. Nè, như Lý Nguyễn nè. Đấy chứ chị lấy 31 đi, 31, 60kg lấy 31 là ok quá trời luôn rồi còn gì nữa. Đấy, rồi 31 là, size 31 á, nếu như mà em lấy size là có tầm 59 cho tới 61, 62kg là size 31 ok. Rồi họ còn nếu mấy chị nào thích thoải mái thì 60, 61kg thì mấy chị lấy luôn size 32, tùy à. Nhưng mấy chị nha, nhưng mà em thấy cái size của tầm đó là ok rồi, tại vì em bán nhiều cái này rồi cho nên em biết ha. Size 31 là cỡ tầm là 59kg cho tới 61kg là ok nhất. Còn ví dụ như size 32 là cỡ tầm 62 cho tới 64kg là ok nhất. Vậy đó. Đây mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Không có 80kg chị ơi. Rồi nha, mã chị nào ơn mã A3 lên giùm cho em A3. Rất là đẹp luôn. A3 thì nó có size là 31 với 32 thôi. A3 em chỉ còn size là 31 và 32 thôi. 65kg không vừa đâu chị. 65kg chị lấy cái gen mã đại cồ đi 185.000. Chị lấy gen mã đại cồ nha. Gen mã đại cồ là có size từ 30 cho tới 36 lận. Có nghĩa là big size nhất luôn. Từ 30 cho tới 36 lận là có 185.000 à. Gen đại cồ. Gen đại cồ là từ 30 cho tới 36 là 36 là như là bình thường là tới 75kg đó. Nhưng mấy chị nha, cho nên là mấy chị lấy size thì mấy chị lên giùm em ha. Nhưng 65kg á, mấy chị muốn thoải mái thì mấy chị lấy size 33 đi. Là ok nhất. Rồi mấy chị nha. A3 cho Nhung Nguyễn size 32. A3 đâu? Mà A3 đâu? 75kg là chị lấy cái size đại cồ đây nè. Size đại cồ này có 75kg nè. Chị lấy 36 đấy. Nhung Nguyễn chưa có số điện thoại hả? Đặt hàng lên số đi chị ơi. Nhung Nguyễn đặt hàng lên số điện thoại nha. Nguyễn Hoàng luôn, 32 luôn.
Trên đại cổ 30 cho Trần Thanh Thanh luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi nha mấy chị nha, rồi mã A3, chị nó ưng A3 lên giùm chị em A3. Gen đại cổ 35 cho Cúc Vũ luôn. Rồi nha mấy chị nha, quần gen đại cổ là size lớn nhất là tới size 36 nha chị. Size 36 nha mấy chị nha. Coi giãn hả? Có chứ. Có chứ chị, coi giãn hơi bị mạnh nha. Coi giãn mạnh lắm chứ không phải coi giãn vừa đâu. Coi giãn mạnh nha. Chị nào lấy gen đại cổ thì ghi cho em gen đại cổ kèm số size từ 30 cho tới 36. Nhưng mấy chị size từ 30 cho tới 36 ha. Nhưng mấy chị nha, size 30 cho tới 36. Rồi chị nào ưng gen đại cổ lên giùm cho em gen đại cổ từ 30 cho tới 36. Gen đại cổ size từ 30 cho tới 36 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em. Cái kia là gì? Ba mươi sáu. Tao mấy chị nha, không biết mấy chị mặc size nhiêu, mấy chị lấy size mấy chị ơi. Bây giờ em bán theo size, em bán theo số ký quá mấy chị. Em bán theo size nha mấy chị nha. Gen đại cô. Gen đại cô nha. Ủa chứ mấy chị hồi giờ không có mua quần jean nè ta. Mấy chị không có mua quần jean hả? Hồi giờ mấy chị không có mặc quần jean hả ta? Tại vì mình mặc quần jean thì sao bao nhiêu mình biết mà. Nhỏ nhất đó hả? Ủa hồi giờ mấy chị mặc quần jean bao nhiêu mấy chị biết cho ta? Như em mặc quần jean em đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ừ, mặc quần jean size 30 là hồi giờ luôn. Từ nhỏ tới giờ lộn. Từ hồi giờ luôn là cứ size 30 là mình mặc thôi. Chứ em đâu có phải là ấy đâu mấy chị. Như em mua quần của người ta cũng vậy, em hỏi có size 30 không em lấy vậy đó. Rồi nha mấy chị nha, mấy chị ơi đặt hàng lên số size đi nha mấy chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Gen đại cô ha. Gen đại cô nha mấy chị nha. Gen đại cô, mấy chị nào lấy gen đại cô thì ghi cho em chữ gen đại cô. Có size từ 30 cho tới 36 nha mấy chị nha. Có size từ 30 cho tới 36 ha. Chị nào ưng lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào ưng lên giùm cho em. Rồi em lên cho mấy chị siêu phẩm quần gen dài này. Quần gen dài là 380.000. Không có size 29 nha Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh. Chết đi nó đẹp. Má ơi cái quần. Phải nói là xuất sắc luôn. 380.000 một cái quần. Má ơi nó đẹp. Sai nhiêu? 32 cho tới 36 luôn. Trời đất ơi. Gen dài cực phẩm luôn mấy chị ơi. Coi giùm em gen dài cực phẩm này. Gen dài cực phẩm. Cái này em gom mấy chị giá bình thường em gom mấy chị 380 còn giá 290. Nhưng mấy chị bữa nay giảm còn 250.000 một quần. Chị nào lấy lên cho em. Quần gen dài đại cổ 250. Nhưng mấy chị nha. Gen dài đại cổ co giãn cực kỳ. Qua gen dài mấy chị ghi cho em là gen dài đại gen dài kia là quần gen đại cổ hả? Cái này là gen dài mấy chị ghi cho em là gen dài mã tào lao mã hai đợt đây là hình như 225 thôi. Gen dài đại cổ này đại đi, gen dài đại cổ mã 25 từ size 32 cho tới 36 luôn. Chết đi, đẹp lắm luôn nha mọi người. Cái chất jean là mơ mẫn luôn nha mấy chị nha. Cái chất jean là mấy chị ơi không thể chê vô đâu được. Bởi vì nó co giãn mà cái màu jean rất là đẹp luôn mấy chị. Cái này cho nữ chứ không phải cho nam chị. Nhưng mà chỉ có điều là nó có size to á chị. Là từ size 32 tới size 36 là những chị nào mà mặc size to. Quần size to là mấy chị hốt cái này nha mấy chị nha. Trời ơi, đẹp lắm, co giãn cực kỳ thoải mái luôn. Size từ 32 cho tới size 36 nha mấy chị nha. Gen đại cổ nha mấy chị, từ size 32 cho tới size 36. Cái quần áo lộn mấy chị, quần gen dài mã 25 đi. Với lại quần gen đại cổ, chị nào không biết số size thì mấy chị lên số ký đi. Cái này thì em nói số ký được nha. Quần ngố đại cổ này, quần ngố về gen đại cổ, gen sọt đại cổ, gen đại cổ ha.
Nhìn lại cổ này là cái size từ 32 cho tới từ 30 cho tới 36. Cái này mấy chị cứ lên số ký em lấy size. Rồi còn cái gen dài mã 25 này nè. Gen dài mã 25 này là em có size từ 32 cho tới 36. Em cũng gom cho mấy chị là có 250 ngàn một quần. Chị nào ân lên cho em là gen dài đại cổ nha. Trời ơi đã lắm mấy chị ơi. Trời ơi quần đẹp lắm luôn á nha mọi người. Quần đẹp lắm luôn. Cái này hồi trước tới 300 mấy chục ngàn một cái quần lận nha mấy chị nha. 380 ngàn, 390 ngàn. Này mấy chị coi giùm em nè. Trời ơi đẹp lắm luôn á mấy chị. Mã họ vừa đây gom sale á mấy chị. Gen đại cồ 75kg nè. Gen đại cồ này đùi á 75kg 185 ngàn. Trồng sữa cái giá vô thành là chữ 185 ngàn vô. Còn cái gen dài, gen dài 35 cho Nguyễn Nga này. Gen dài này em có size á là từ gen dài này em có size là từ 32kg cho tới cái gen dài này 60kg mà không vừa đâu. Cái này nha mấy chị nha là ít nhất cũng phải từ 62kg trở lên mới mặc vừa nha. Gen dài này 62kg tới 75kg giùm em. Rồi mấy chị nha. Ngắn size 36 ok chị Mai Trâm này. Chị Mai Trâm là gen dài, gen dài mã 25. Rồi gen đại cổ size 36, gen dài mã 25 size 36, gen đại cổ size size 36 luôn. Gen dài là ghi cái giá là 250 luôn ơi, còn gen đại cổ là 175. Rồi mấy chị nha. Quần A5 là quần nào vậy ta? 32 hết nha khởi phát. Rồi mấy chị hai gen dài 33 ok chị nè. Gen dài á là gen dài mã A. Quên mất mẹ rồi. A25 nha mấy chị nha, mã A25. Có size á là từ 32 cho tới thử đi mấy chị 250 500 ngàn hai cái quần. Trời ơi đã lắm luôn á. Thiệt sự luôn nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn nha mấy chị, do cái chất đó mấy chị. Rồi mấy chị nha, không xem được không? Thoát ra vô lại thử chị ơi. Nè mấy chị coi mẹ em cái gen nó nè. Mấy chị coi cái chất gen của nó nè. Mấy chị coi cái gen của nó co giãn này mọi người. Cái chất gen của nó co giãn này. Mấy chị coi giùm em này thấy chưa? Nha mấy chị nha. Gen đại cổ dài. Không, nó dễ bị lộn mấy chị. Gen dài mã 25 là từ 32 cho tới 36. Còn gen đại cổ á là quần sọt mấy chị. Sọt đại cổ này nè. Sọt đại cổ thì em có size là từ 30 cho tới 30. 30 cho tới 36. Cái này thì là 185 ngàn. Còn cái này 250. Rồi chị nào lấy gen dài lên cho em gen dài. Quần đẹp lắm luôn á. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mà các size từ 32 trở lên nha. 32, 33, 34, 35. Rồi hết quần gen nha mấy chị. Rồi hết quần gen nha. Hết rồi mà. Hết mã rồi phải không? Rồi mấy chị nha. Một ngắn một dài ok chị. Rồi đây nha mấy chị nha. Em hết mã rồi mấy chị. Đúng nhau đúng không? Rồi vậy cái size này size nhiêu? Bằng size luôn hả? Rất đi. Mới nãy mã A25 mới là nó rất còn mã A24 là trơn nha mấy chị nha. Gen đại cô Nguyễn Lý là không có số size này. Đây mấy chị nha. Gen dài không có số nhỏ chị ơi. Cái này rách, cái này trơn này. Cái này rách, cái này trơn này. Chị nào ân trơn lên trơn giùm em nha mấy chị nha. Nha mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi gen A24 nha mấy chị nha. Em có A25 mới là rách, A24 là trơn cũng từ 32 cho tới 36 luôn. Trời ơi đẹp quá, chất gen giống nhau nha mấy chị, chỉ có điều cái rách cái trơn thôi, gen y chang luôn. Chất đẹp y chang luôn, co giãn thoải mái y chang luôn. Nha mấy chị nha, hàng đẹp y chang luôn, không khác gì hết. Cái này nó có cái xốp nhẹ này mấy chị ha. Còn cái này thì nó không có. Nha mấy chị nha. Ô đẹp lắm chị ơi. Có gen là 2 size 29 không? Gen dài cái nào có size 29 không? Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Gen dài có 250 chị ơi. Đẹp lắm, cái chất gen rất là đẹp luôn. Em bảo đảm mấy chị sờ cái chất gen coi, mấy chị ân liền luôn. Nha mấy chị nha, 32 hả? Gen dài size 33. Thì đấy. Hai cái gen dài size 33 cho chị Chi Vân.
Hay là chị Chi Văn á, chị muốn lấy cây quát chứ không quát không? Chị Chi Văn ơi, chị muốn lấy cây quát chứ cái không quát không? Hay là chị muốn lấy hai cây quát luôn? Chị Chi Văn, cái này nó có quát chứ không quát nè chị ạ. Nó có quát chứ không quát đó. Nó có quát chứ không quát như chị nha. Gen dài size 32. Loại quát này cho chị Nguyễn Lý này. Không có 30. Quát 32 cho Nguyễn Lý. Gen dài không có 29 chị. Gen dài em có size từ 32 cho tới 36 à. Không có 30 luôn. Không có 30 mấy chị ơi. Không có 31 luôn nha. Nắm móng tay có chị. Nắm móng tay có. Nắm móng tay là 59 ngàn đó chị. Rồi. Gen dài nha mấy chị nha. Thủy Nguyễn size nhiêu mà. Làm gì có size 29 đâu em. Đây mấy chị nha. Chị nào lấy em ạ. Size 32 cho chị Quỳnh Nam. Gen dài mã 25 size 32. Cho chị Quỳnh Nam. Không có hàng, không có hàng chị. Cái này em gom hết rồi mà. Ủa thì đương nhiên phải lớn hơn rồi chị. Ủa sao kỳ vậy? 30 với 32 là đương nhiên nó phải 32, nó phải lớn hơn 30 rồi mà. 65kg chị lấy size 32 hoặc 33 đó chị. Liên lê 65kg muốn thoải mái thì lấy 33 nha. Còn nếu mà muốn thích mặc quần jean mà thích mặc ôm ôm nhiều á thì lấy size 32. Tại vì 65kg thì nó có thể nó nằm giữa size 32 với lại 33. Mà mình thích ôm ôm á thì mình nên lấy size 32. Mà mình thích thoải mái thì mình nên lấy 33. À. Không phải hai hũ chị mà là hai tiếp nha. À chị nào ơn gen dài là chị em gen dài. Chi Văn Nguyễn chốt cho Chi Văn Nguyễn không thấy trả lời. À nha mấy chị nha. Mạng bị gì không xem được, hôm qua giờ luôn á, hôm qua giờ luôn á mọi người. Hôm qua giờ luôn cứ không xem được hoài luôn á. Trời ơi, bữa nay tương tác gì kỳ vậy ông? Bữa nay tương tác gì kỳ vậy ông? Đưa mấy cái áo sọc ở gom luôn, áo ngoài áo sọc. Rồi, có mấy cái áo sọc nha mấy chị nha, em gom được mấy cái áo sọc hàng sale. Mấy cái áo sọc hàng sale nha mấy chị nha. Ô, đẹp giả mang luôn. Áo sọc cái chất đẹp mơ mẫn luôn nha mấy chị nha. Em mua trong trung tâm thương mại này. Áo sọc nha mấy chị nha. Áo sọc này. Áo sọc này em có size là từ 60kg cho tới 63kg dùm cho em. Chết đi nó đẹp. 60kg tới 63kg chị nào lấy. Cái này mấy chị ơi là 180 hả. Mấy bữa em bán là 180 ngàn một cái. Em gom sale á. Bữa nay nó sale còn có giá 125 ngàn. Trời ơi thun sọc đẹp nhức nách luôn nha. Cái này là 60 cho tới 63kg. Sọc nha mấy chị nha. Sọc ha. Sọc nha mấy chị nha. Hết quần rồi. Có nhiêu đó chứ mấy chị. Chứ đâu hàng rẻ đâu mà nó có nhiều mấy chị. Cái này mấy chị hiểu không? Cái này là do hàng của nó lẻ sai mới gom được giá rẻ như vậy. Chứ còn hàng bình thường làm gì có mấy chị. Hàng bình thường không có đâu mọi người ơi. Hàng bình thường không bao giờ có giá rẻ như vậy nha mấy chị nha. Không bao giờ có rẻ như vậy đâu. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên nhìn cho em ạ. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Sọc này em có size từ 60 cho tới 63kg. Quá trời đẹp luôn, 63, 64kg vừa luôn. 125 ngàn, rẻ rớt nước mắt luôn. Nha mấy chị nha. Ghi cho em là sọc xanh nha mấy chị nha. Sọc xanh. Sọc xanh nha mấy chị nha. Còn cái này là sọc vàng để em coi thử nè. Sọc xanh, sọc vàng để em coi thử sọc vàng. Ô, sọc vàng thì size to nữa rồi. Nha mấy chị. Sọc xanh nha mấy chị nha. Sọc xanh nha mấy chị nha. Sọc xanh đó là 60 tới 62 và sọc đen. Mấy cái thì nha mấy chị có 125 ngàn à. Rẻ lắm luôn nha mấy chị nha. Rẻ lắm luôn. Rồi sọc đen nữa cũng từ 60 cho tới 63kg. Sọc đen 60 tới 63.
Sọc xanh cũng 60 tới 63, 125 ngàn, rất là rẻ luôn. Cái này bình bữa em bán với chị là 180 ngàn một cái đó mấy chị. Bữa nay còn mấy cái em gom hết luôn á mọi người. Rồi còn sọc vàng nha mấy chị nha, là 65kg cho tới 68kg. Sọc vàng là 64 đi, 64 với tới 68kg. Sọc vàng là từ 64kg tới 68kg. Sọc xanh 63kg cho Yến Hoàng. Rồi, chị nào lấy lên giùm em ạ. Sọc vàng là 64kg tới 68kg. Sọc xanh là từ 63 cho tới 68 luôn. Sọc xanh là từ 63kg cho tới 68kg luôn. Trời ơi, đẹp quá. Sọc xanh là từ 63kg cho tới 68kg luôn nha mọi người. Sọc xanh từ 63kg tới 68kg. Còn sọc vàng là 64kg cho tới 68kg. 125 ngàn. Chị nào ân sọc lên sọc giùm em ha. Có 125 ngàn thôi nha mấy chị nha. Còn sọc đen là từ 60... Sọc đen là từ 60, 63kg cho tới 60, 63kg cho tới 60, 64kg, quên, 60kg cho tới 63kg giùm em ha. Rồi em lên mấy chị thêm cái sọc đỏ nữa này, có mấy cái thôi nha mấy chị. Đẹp lắm, chắc đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi, sọc đỏ nữa nha mấy chị ơi, sọc đỏ ha. Sọc đỏ nha mấy chị nha. Sọc đỏ là em có size từ 63kg. 63kg cho tới 60kg tới 63kg giùm em. Sọc đỏ là 60kg tới 63kg. Sọc vàng là từ 63kg cho tới 68kg. À vậy là bây giờ này mấy chị, sọc vàng là 63kg cho tới 68 luôn. Sọc xanh nó là từ 63 cho tới 68 luôn. Còn sọc đỏ là từ 62kg. Sọc đỏ là từ 60kg cho tới 62-63kg giùm em ha. Đẹp lắm nha mấy chị nha, áo sọc mặc đẹp lắm. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy sọc lên sọc giùm chị em ha. Sọc vàng 65kg này. Sọc vàng này 65kg này. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy sọc lên sọc giùm em ạ. Rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, mặc áo sọc rất là đẹp luôn ha. Nha mấy chị, rất là đẹp luôn, sọc rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Áo sọc mặc đẹp lắm. Chị nào ưng sọc lên sọc giùm em. Chị nào ưng sọc lên sọc giùm em ha. Sọc xanh, sọc vàng nha mấy chị nha. Sọc xanh cũng vậy luôn nha mấy chị, sọc xanh cũng vậy luôn. Đẹp quá trời. Rồi sọc vàng luôn nha mấy chị nha. Sọc vàng luôn nha mấy chị nha, sọc vàng. Sọc vàng đó là từ 63kg, 60kg cho tới 65kg. Sọc đỏ 65kg. Rồi mấy chị nha, chị coi không được hả, nó bị gì á chị ơi. Rồi chị nào lấy sọc lên sọc giùm em nha. Ê sao nó bị gì á mấy chị à, Facebook nó bị gì luôn á. Em like bữa nay nó cũng mất tương tác quá trời luôn á chị ơi. Có chị thì coi được, có chị thì coi không được. Facebook lâu lâu cái nó bớt tương tác, lâu lâu cái nó bớt tương tác. Không nhả nổi luôn á mấy chị. Rồi chị nào ưng lên giùm chị em ha. Rồi qua mẫu cho mấy chị nha. Thôi chắc em xuống like nha mọi người. 149 ngàn. Ủa hay là do điện thoại ta? Chắc do điện thoại á. Ủa đâu coi thôi. Do mạng á chứ, đâu phải do điện thoại. Áo thun loại 125 em còn đó chị. Chết rồi. Thôi em xuống ngay nha mấy chị nha, nó mạng bị sao rồi. Mạng nó bị sao rồi ta. Mạng bị sao mấy chị ơi. Thôi em xuống like nha. Mấy chị ơi còn thấy em không? Coi thử còn thấy không? Mấy chị ơi thấy em không? Các chị coi được, các chị không coi được, các chị bình thường. Các chị điên thui à. Mọi người ơi thấy em không? Nó bị sao á, đâu đưa đưa cái điện thoại đây. Có chị nào bị điện thui giống em không?
Không có màu tím size 35 nha Yến Nguyễn. Nè mọi người ơi, có thấy em không con này? Nó bị sao á. Ủa sao kỳ vậy ta? Không phải à. Thôi em xuống like, em chúc em like nữa nha mấy chị nha. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái chị rõ, cái chị xem không được. Vậy thôi lấy áo 125 vô like thôi. Chồng chồng xuống dưới đó rinh đi. Trên áo 125 ra trước này, trước hành lang cửa này. Đợi em xíu em rinh áo 125 vô em like tiếp cho mấy chị nha. Xong đã đinh áo 125 vô hiệu like. Đinh mã nào dứt điểm mã nè. Giờ em like áo 125 cho mấy chị nha. Áo mã 125 ngàn á. Mấy chị chia sẻ like dùm em nha mọi người. Chia sẻ like dùm em nha. Chia sẻ like dùm em nha mấy chị ơi. Bữa nay chia sẻ like có tặng quà á. Tặng nón nha mấy chị nha. Hôm nay chia sẻ like có tặng quà nha mấy chị nha. À, 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em tặng mỗi chị một cái nón Adidas luôn. Nhưng mấy chị cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất ha. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Trời ơi áo của em á mấy chị. Mấy chị nhận hàng á, mấy chị kêu như này. Thủy ơi nhận áo đẹp lắm, không ai nghĩ mua 125 ngàn. Bây giờ em gom mấy chị cái giá 125 ngàn này mấy chị. Áo chất rất là đẹp nha mọi người. Áo chất cực kỳ đẹp luôn. Áo chất cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Áo chất cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị, áo chất cực kỳ đẹp luôn ha. Cho nên là mấy chị mấy chị nào lấy thì tranh thủ nha mấy chị nha. Trời ơi mấy chị không nghĩ là 125 ngàn nó đẹp như vậy luôn ha. Không nghĩ tới 125 ngàn nó đẹp như vậy luôn. Rồi em xíu nha. Rồi em xíu em rinh vô thêm hàng hả. 125 ngàn một áo thôi nhưng mà chất bao đẹp nha mọi người. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em tặng mỗi chị một cái nón nha mấy chị nha. Nón Adidas ha. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị cái mã Dior này à. Cái mã Dior này nha mấy chị nha. Mã Dior ha. Đúng vậy, chất rất đẹp em. Cảm ơn chị nhiều. Em nói thiệt, tại vì có nhiều chị mua hàng mà không tiết tiền luôn á. Vậy mà bà Nguyên cái dòng áo này cực kỳ mà nó cũng có được nhiều nha mấy chị nha. Bữa nay gom được ít lắm có nè. Gom được có mấy cái hả mấy chị ơi. Gom được ít lắm nha mọi người. Cho nên mấy chị tranh thủ ha. Mấy chị ơi đẹp lắm luôn. Nè mấy chị thấy chưa. Có 125 ngàn bao vĩnh viễn không xù lông không dạng áo. Nha mấy chị. Mã Dior này màu trắng em có size là từ 50kg cho tới 61kg. Và 65kg cho tới 73kg cho nữ. Còn 63kg tới 70kg cho nam. Nha mấy chị nha. Nam thì từ 63 cho tới 70kg thôi. Nha mấy chị, chắc cực kỳ đẹp và dày dặn lắm mấy chị. Thiệt sự luôn mấy chị, phép bắt em rất là vui luôn nha mọi người. Chứ lại khách hàng tới shop em á. Cho nên mấy chị biết. Nói thì ơi cái chất gì mà nó đẹp quá trời luôn. Nha mấy chị nha, chất rất là đẹp luôn ha. Chất nha mấy chị nha, chất em có size này mấy chị. Màu trắng này. Rồi, nha mấy chị nha, màu trắng ạ. À. Màu trắng em có size. Ghi cho em là mã Dior trắng 50kg tới 61 và 65 cho tới 73. Còn nam là 62kg tới 73. Nha mấy chị nha, nó có màu trắng ha. Đây nha mấy chị nha. Nó có màu trắng nha mấy chị nha. Nó có màu màu đen nữa. Nó có màu trắng, nó có màu đen nữa nha mấy chị nha. Mấy chị mua rồi thơm đẹp lắm. Mẫu này chị mua rồi đẹp lắm, cảm ơn chị. Đây nha mấy chị nha, đẹp lắm luôn nha mọi người. Còn màu đen nữa nè mọi người. Rất là sang luôn. Màu đen em cũng vậy luôn. 62, 50kg cho tới 61. Và 75kg. Và 75 và 63 65 cho tới 73 kg giùm cho em. 75 đúng rồi 73 kg đẹp quá. Chị nó ưng đi o đen lên giùm cho em mã đi o đen nha. Mẫu chất đẹp lắm nha mọi người.
Màu chất rất là đẹp luôn ha. Chị nào ưng trắng lên trắng, chị nào ưng đen lên đen dùm cho em ạ. Rồi màu vàng nữa nha mấy chị nha, màu vàng nữa ạ. Dior nha mấy chị, gửi cho em mã Dior kèm màu kèm size nha mấy chị, chất rất là đẹp luôn ha. Rồi mấy chị nha. Trắng đen 65 kg này. Một cây trắng, một cây đen 65 kg này. Cho chị Khánh Hội nè, một trắng một đen 65 kg này. Rồi một vàng. Vàng em cũng có size là từ 50 kg cho tới 60 kg và 65 kg cho tới 73 kg. Còn nam là 63 kg tới 70 kg giùm em thôi ha. Chị nó ân Dior lên giùm cho em Dior nha mấy chị nha. Chị nó ân Dior lên giùm cho em Dior ha. Dior vàng 50 kg cho tới 50 kg cho tới 50 kg cho tới 61 và 65 cho tới 73 giùm em ạ. Nha mấy chị, đẹp lắm, Dior vàng luôn ha. Rồi, Dior đen nha mấy chị nha. Rồi, Dior trắng giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha. Trời ơi, phải ưng cái tặng mấy chị. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha, chứ không phải là chị nào cũng được tặng nha mấy chị. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em mới tặng nha mấy chị nha. Ủa cái này hết rồi hả? Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng Dior vàng lên giùm cho em Dior vàng ha. Rồi nha mấy chị nha, có 125.000 rồi chị. Bởi vậy em mới nói nó rẻ vậy đó. Rồi mấy chị nha, chị lấy nam ok chị. Nam thì 63 kg tới 70 kg trong khoảng size đó là ok hết. Rồi màu cam em có size là từ 50 kg cho tới 61. Trời ơi đẹp quá. Màu cam 50 kg tới 61, chị nào lấy cam lên cam. Chị nào lấy cam lên cam nha, 50 kg cho tới 61. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Nha mấy chị, cam 50 kg cho tới 61 này. Rồi, trắng 50 kg cho tới 61 và 65 kg cho tới 73. Rồi, đen nha mấy chị nha, đen cũng vậy luôn, 50 kg cho tới 61 và 65 kg cho tới 73. Vàng 50 kg cho tới 61 và 65 kg cho tới 73. Chị nào ân mã Dior này lên cho em mã Dior ha. Kèm màu kèm size nha mấy chị nha, kèm màu kèm size giùm cho em ạ. Nha mấy chị, kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Chất dày dặn lắm mấy chị, chất dày dặn và rất là đẹp luôn ha. Chết rồi, không biết mình có thấy được hay không nữa chứ hả. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chấm mài tương tác giùm em với nha mấy chị. Trời ơi đẹp lắm, chấm mài tương tác giúp em nha mọi người ơi. Chấm mài tương tác giúp em nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Dior trắng 50 kg, 50 kg cho tới 61 và 65 cho tới 73 ha. Rồi cũng vậy, Dior đen cũng vậy, bao sang luôn nha mấy chị nha, mã Dior rất là sang luôn nha mọi người. Rồi Dior đen, Dior vàng ha. Chọn Dior cam nha mấy chị. Dior cam nó là 50 kg cho tới 61 thôi nha mọi người. Dior cam là 50 kg tới 61 thôi. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Thấy em không mấy chị ơi, sao bữa nay tương tác gì kỳ với trời, thiệt luôn, không muốn bỏ đi gì à, ghê không ơi. Mấy chị ơi, bữa nay tương tác kỳ lắm, mấy chị giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mọi người. Giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mấy chị nha. Bữa nay tương tác sao vậy nhở? Rồi chị nào ưng Dior lên giùm chị em Dior trắng ha. Dior trắng, Dior vàng, Dior cam nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy Dior lên giùm chị em Dior. Rồi chị nào lấy Dior lên giùm chị em Dior nha. Rồi mẫu này lên giùm chị em ạ. Màu xanh nó thì nó chỉ còn size là, màu xanh nó chỉ còn size là 50 kg cho tới 61. Ồ, đẹp quá, Dior xanh em còn 50 kg tới 61 kg thôi nha mấy chị nha. Chị nào ưng Dior xanh lên giùm cho em Dior xanh. Dior xanh em còn size 50 kg tới 61. Chị nào ưng Dior xanh lên giùm cho em Dior xanh nha. 50 kg cho tới 61. Chị nào ưng Dior xanh lên giùm cho em Dior xanh. 50 cho tới 61 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị. 50 kg cho tới 61 kg. Chị nào lấy lên giùm cho em 50 kg cho tới 61 kg ha. Chị nào ưng xanh lên xanh giùm cho em nha mấy chị nha. 50 kg cho tới 61 kg giùm chị em ạ. 50 kg cho tới 61 kg ha. Ê bữa nay sao ta ơi, tương tác cái kiểu gì vậy trời, chán dữ vậy ông. Dior xanh 50 kg tới 61 kg, chị nào lấy lên giùm chị em ba mẫu nha mấy chị nha. Chị nào ưng xanh lên xanh giùm chị em ạ. Xanh 50 kg tới 61, đen 50 kg cho tới 61 và 65 kg cho tới 73. À đúng rồi. Đây chị nào lấy lên giùm chị em xanh lên xanh. Chị nào lấy trắng lên trắng giùm chị em ha. Chị nào ưng xanh lên xanh, chị nào ưng trắng lên trắng giùm chị em. Đưa cái mã Puma đi.
125.000 à mấy chị ơi. Đặt hàng lên xúc tí chị. Đây nha mấy chị nha. Đây mấy chị nha. Không chị ơi, hết rồi chị à. Đây mấy chị nha. Da hăng là trắng. Trắng thì A 65kg. Nguyễn Ngọc thì không có lên cái số ký. 125.000 chị lấy cho Gia Hân này, lấy cho Châu Bùi này, lấy cho Mỹ Linh này, lấy cho chị Quỳnh Nga nữa. Rồi. Trắng nha mấy chị nha. Rồi đi ơi, chị nào lấy em. Rồi em lên mấy chị Buma siêu phẩm nha mấy chị nha, Buma siêu phẩm, áo chất đẹp lắm luôn ấy. Buma đẹp lắm. Buma nha mấy chị nha, đẹp nhất mắt luôn á. Không đẹp không lấy tiền luôn. Coi cái thằng Buma này, bao vĩnh viễn, không sụ lông, không dạng áo nha, chết đi nó đẹp. Buma là em còn size là 50kg cho tới 61 và 65 cho tới 73, chị nào ân Buma lên cho em Buma. Còn nha biết Tuấn ơi, chết đi đẹp quá cái thằng Buma, trời ơi xỉu ngang luôn á trời. Buma quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Buma cũng mua rồi, đẹp lắm rồi. Ôi xuất sắc luôn chị ơi. Em cũng ghiền cái thằng này kinh khủng luôn. Buma trắng 40kg. Buma trắng là 50kg cho tới 61. Buma trắng này, hàng mai ok này. Buma trắng là 52kg cho tới 50kg cho tới 61 và 65kg cho tới 73 nha mấy chị nha. Còn nam là 63kg cho tới 70. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Buma trời ơi đẹp quá. Buma trắng nha mấy chị nha. Chị nào lấy Buma trắng lên giùm chị em Buma trắng ạ. Hàng siêu phẩm nha mấy chị nha. Buma trắng giùm chị em nha mấy chị nha. Buma trắng 52 có mấy cái thôi nha mấy chị nha, tranh thủ ha, có mấy cái thôi. Rất là đẹp luôn. Cho chị Phan Mỹ Hạnh này, chết đi, còn cái màu xanh má ơi, đẹp đá thở luôn. Màu xanh cũng vậy luôn nha mấy chị nha. 52kg tới 61 và 7 và 63kg và 65kg cho tới 73. Chị nó ân Buma xanh lên giùm cho em Buma xanh 52 tới 61 nha mấy chị nha và 65 cho tới 73. Chị nó ân Buma xanh lên giùm cho em Buma xanh. Buma xanh nha mấy chị nha, 50 kg cho tới 61 và 65 cho tới 73. Trời ơi cái màu nó đẹp quá trời luôn. Chị nó ân xanh lên xanh giùm cho em ha. Đồng giá 125.000 nha mấy chị, đồng giá 125.000. Chị nó ân xanh lên xanh giùm cho em ạ. Đồng giá 125.000 nha mọi người. Rồi nha mấy chị nha, còn màu trắng nữa nè, ôi màu đen nữa nè trời, đẹp quá. Màu đen nữa nha mấy chị nha, trời ơi, nhức nách luôn á. Nhức nách luôn nha mấy chị nha. Màu đen, trời ơi, đẹp quá trời quá đất luôn. Màu đen nha mấy chị ơi, màu đen, chị nào lấy đen lên đen giùm em. Đen cũng vậy luôn, 50kg cho tới 61 và 65kg cho tới 73. Chị nào lấy đen lên đen giùm em, trời ơi, đẹp quá. Còn nam á là 63kg cho tới 73 nha mấy chị. Còn nam là 63kg tới 70kg ha. Chị nào ân nam lên nam giùm em nha mấy chị. Ân ân nữ lên nữ giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Em sao tương tác bữa nay kỳ dữ trời, thiệt luôn á trời. Bữa nay tương tác gì vậy mấy ông ơi? Bữa nay tương tác gì ngộ gì trời, thiệt luôn á ông ơi. Nản dở sợ luôn á. Thôi em xuống like nha mọi người ơi.
Mệt quá, like không nổi luôn mọi người. Thôi em xuống like nha. Đây em xuống like nha mấy chị nha. Thôi bye bye mọi người ạ. Bye bye mấy chị, toàn hàng đẹp không mà tương tác bữa nay là chết luôn. Tương tác chỗ này là không like nổi luôn nha mấy chị ơi. Nó bị sao á trời. Ôi, thôi bye bye mấy chị ha. Bye bye mọi người. Không có sai nha, nha Lê Thị Thắm. Không có sai đâu. Đặt hàng lên số ký chứ còn không có sai nha. Trời ơi nản ghê mấy chị ơi. Bữa nay like kiểu gì vậy ta ơi. Cả ngày hôm qua hôm nay nữa. Chán thiệt sự luôn á. Facebook nó mất tương tác hay sao rồi ta. Ồ bữa nay sao á. Hôm qua nay 2 ngày luôn rồi. Em xuống like nha. Ủa quần jean dài gì mà 125 là sao chị? Không có jean dài 125 nha chị nha. 60-67 kg hả? Từ từ chị ơi, hàng nó không biết nó dìa chưa mà ghé lấy gì chị. Chừng nào nó dìa rồi chị mới ghé lấy nha. Rồi cho Nguyễn Thu Vi này. Đây mấy chị nha. Rồi nhà mấy chị nha. Ok chị Xuân Xuân Lương này. Chốt cho chị Xuân Lương này, size 32W này. Lấy một cái size 32W. Thôi bye bye mấy chị ha. Bye bye mọi người ạ. Bye bye mấy chị nha. Để chút xíu nữa em ăn cơm xong rồi em gom áo hay áo khác em like nha mấy chị nha. Em nên gom áo hình em like nha mấy chị nha. Gom áo có hình em like nha mấy chị nha. Em like nãy giờ rồi. Mà cái Facebook tương tác gì mà thiệt luôn, muốn đi dìa ghê luôn á trời. Mới qua có 2 ngày mà kiểu này họ nản thiệt sự luôn á. Chốt rồi nha Nguyễn Lý ơi. Trời đất ơi, qua 2 ngày rồi mà họ không làm ăn được gì hết trơn luôn á. Thôi bye bye mấy chị nha.